Phật tử Hà Nội và Thái Nguyên tham vấn trưởng lão Thích Thông Lạc ngày 23 tháng 5 năm 2010. Bây giờ tất cả mấy con tập trung đầy đủ hết rồi phải không? Dạ, con tập trung đầy đủ rồi ạ. Nay như mấy con đã biết rằng chúng ta có thân là thân vô thường. Nó từ bữa nay thì mạnh, ngày mai đau, nó không chừng đâu. Cho nên khi được pháp Phật rồi phải ráng tu mấy con. Cho mấy con không tu thì chắc không ai mà tự cứu mấy con được đâu. Mấy con tu sao mấy con đuổi được bệnh, mấy con tu sao mấy con gặp chủ được cái sự chết, mấy chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Mà phải ráng tu chứ không ai tu cho ai được hết. Các con nhớ chưa? Phải nỗ lực ráng. Mà muốn ráng vậy là phải tu cho đúng pháp. À bây giờ muốn đúng pháp thì mấy con đầu tiên á, mấy con mới khép mình, mấy con sống độc cư ở trong một cái căn phòng, đừng nói chuyện với ai hết. Trưa thì mấy con ăn bữa cơm thôi, đừng ăn nhiều. Vì ăn nhiều mình còn dột, mình chưa có ly. Mình ăn bữa cơm để sống, rồi ngày mai tới trưa mai mình ăn bữa cơm. Mà trong một tuần lễ mình tập mình thấy nó được thì mình tu được. Mà một tuần lễ mà tập chưa có được á, nó còn đói, nó còn buồn ngủ, nó còn đủ chuyện vọng tưởng, lo lắng cái này kia thì thôi ra thất đi, ăn tu đã, sắp xếp lo cho con cháu đâu đó cho nó hẳn hồi, rồi lần lượt mới tập. Chứ còn bây giờ trong một tuần lễ mà sống độc cư mình mà lo lắng chuyện này gì kia thôi, đó là duyên chưa đủ. À mấy con nhớ vậy, mà khi mà nó đủ mấy con sống ở trong một tuần lễ mà độc cư trọn vẹn, có tâm niệm nào khởi nghĩ thì mấy con đã ý tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự. Rồi nó trở về với sự tâm bất động, không có lo, nghĩ buồn gì hết. Bởi vì các pháp đều vô thường, mà lỡ mấy con chết rồi thì còn lo được không? Chắc lo không được đâu. Không. Cho nên vì vậy mà mình phải ráng tu. Mà tu là tu cái gì? Giữ có cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đừng có ôm đồ bao nhiêu pháp nào, hơi thở nào là đi kinh hành, nào là pháp thân hành niệm, nào là pháp tứ niệm xứ, tứ chấn cần đủ lại. Nhiều quá, nó nhiều quá là khi nào là cái cơ bản của người đó ở giờ chưa biết Phật pháp thì người ta tu chưa biết. Còn bây giờ mấy con là người đã có tập, mà có tập thì đã có làm quen với Phật pháp rồi. Mà làm quen với Phật pháp á, thì nhất là mấy người lớn tuổi rồi, đừng có tập nhiều pháp quá, sức khỏe không có đủ đâu. Cho nên chúng ta ngồi chơi mà ta ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi ngồi đó không có phải là cứ ôm ấp cái hơi thở để cho tâm nó không có khởi niệm, thì đó là chế tâm. Mà ngồi đó để xem coi cái tâm niệm mình nó còn khởi niệm gì. Nó lo lắng, nó buồn phiền, nó lo cho đứa con này, đứa cháu kia, đứa nọ. Thì đó là dừng xuống, ở đây là chỗ bất động tâm chứ không phải chỗ khởi niệm nghĩ. Thì các con bảo nó dừng thì nó dừng à. Nhưng mà nó dừng chưa lâu đâu, rồi nó sẽ khởi niệm nữa. Và bảo nó dừng đi, tâm bất động, tâm tạng, tâm tạng vô sự. Và cứ ngày ngày mấy con giữ được cái tâm bất động, thanh tạng là vô sự, tức là mấy con tương ưng với Phật. Mà khi chết thì mấy con sẽ vào đất Phật rồi. Mà khi sống thì mấy con thấy có ai làm động tâm, người ta chửi mắng mình giận hờn, thì mình ngát tâm bất động, thanh tạng là vô sự. Không, thì tâm nó sẽ bất động, mình đâu còn giận. Mà mình giận đó là bị ác pháp chi phối tâm mình. À, các con tu tập như vậy thì mấy con sẽ được giải thoát ngay liền. Không ai làm tâm mấy con động được hết. À, gia đình ai rầy rà, ai nói hôm nay làm biến quá ngồi không chơi đó cũng được, nói gì nói, mình cứ thản nhiên dễ buộc việc thì như vậy là mình giải thoát được cái gì. Không có ác pháp nào làm động mà được đâu. Còn mình muốn làm là mình làm với cái sự tỉnh thức của mình, chứ đừng có làm mà gì mê công chuyện đó mà làm. Cầm cái chổi quét không phải vì cái sân sạch đó mà quét, mà vì cái tâm tỉnh thức mà quét. Các con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Không phải vì công việc, mà vì cái tâm của mình. Quét mọi chổi đều rõ ràng, đưa tay quét thì biết đưa tay quét. Không còn rác thì biết không còn rác, mà còn rác biết còn rác. Đó là gọi là tỉnh thức. À, các con thấy không? Như vậy mà cái người siêng năng mà tu tập tỉnh thức thì có cái tâm niệm nào mà xen vô đầu họ được không? Ác pháp nào mà tác động vào được không? Bây giờ tỉnh thức. Còn mấy con mê á, là mấy con sẽ giận hờn buồn phiền, khởi tâm lo lắng chuyện này chuyện kia, rầu rĩ chuyện nọ. Không, đó là cái tâm mê. Còn cái tâm tỉnh giác á, là cái tâm hết mê. Vậy thì muốn tỉnh giác thì đầu tiên mình tập đi kinh hành, mình biết bước đi kinh hành. Nhưng mà sau đó thì đâu phải cứ tối ngày cứ đi kinh hành hoài,
mà làm tất công công việc, tất cả mọi công việc đều tỉnh giác trên mọi công việc, đó là tỉnh giác. Lặt rau biết lặt rau, nấu cơm biết nấu cơm, quét biết quét, dọn biết dọn, rửa bát biết rửa bát, à, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Tất cả những hành động mà chúng ta làm đều là chúng ta đều biết. Nhưng vì biết đó mà chúng ta không làm những hành động khác mà làm hành động thiện. Do biết đó mà chúng ta không nói lời thô lỗ, không nói lời to tiếng, cọc cằn, làm cho mình khổ, người khác khổ, thì chúng ta tránh, chúng ta nói lời ôn tồn, nhã nhặn. Hành động chúng ta cũng vậy, nhẹ nhàng, à, không làm cho người khác đau khổ. Hành động chúng ta tỉnh giác, đi đứng không dậm đạp, khiến con trùng chết, đó là tu, là tỉnh giác. À, ta còn thấy chưa, đơn giản quá mà. Còn mấy con bây giờ làm nó quên, mà nó quên thì cứ mê làm thì nó là si, là không có sáng suốt, không có tỉnh thức. Cho nên làm rồi nó sẽ chuyện này, nó chuyện kia, đụng chạm, nó làm cho mình khổ, mình càng khổ. À, cho nên trong cái bước đường tu á, thầy chỉ dạy cho mấy con có một pháp như lý tác ý, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Mà tâm bất động thanh thản an lạc vô sự đó là cái chân lý thứ ba của đạo Phật, là một sự thật của đạo Phật để chúng ta giữ gìn và bảo vệ nó, để đến khi bỏ thân xác này nó không còn tiếp tục tái sinh luân hồi và vào niết bàn, nơi mà chư Phật đang ở đó, đang trông chờ chúng ta từng phút giây. Nhưng chúng ta để tâm mình dao động chuyện này chuyện kia của thế gian thì không bao giờ gặp chư Phật được. Nghe lời thầy thì mỗi các con, mỗi tự người phải thắp đuốc lên mà đi. Thắp đuốc lên có nghĩa là đốt lên cái trí tuệ sáng suốt để chúng ta không làm những điều ác, mà làm những điều thiện, mà làm những điều ly dục ly ác pháp, để chúng ta được bình an trong khi còn sống. Đến khi chết thì chúng ta cũng bình an vào nước bạn. Hạnh phúc thai cho những ai biết được chánh pháp, và hạnh phúc thai cho mấy con đã được nghe chánh pháp mà không sống, đó là lỗi của các con chứ không phải lỗi của thầy nữa. Phật không có lỗi với chúng sanh mà chính chúng sanh lỗi với Phật. Phật thương yêu chúng sanh mà chúng sanh không thương yêu Phật. Cho nên không tu, mà không tu để cho mình khổ đau thì đó là mình có lỗi với Phật. Phật đem pháp dạy cho mình hết khổ đau, mà mình lại quá mê muội ngu si chạy theo những vật chất dục lạc thế gian, tiền bạc danh vọng, con cái, toàn là nhân quả, để rồi mình thọ lấy khổ, khổ từ đời này đến đời khác. Mỗi lần sanh ra một đứa bé khổ, lớn lên khổ chuyện khác của người lớn, khổ cho đến khi chết vẫn khổ. Đâu phải chết nằm yên khổ đâu, chết lăn lộn trăn trở rồi mới chết. Có ai mà chết nằm yên mà chết bao giờ? Có ai mà chết mà tự tại bao giờ? Cho nên mấy con có thể tới chết còn khổ. Sanh ra tưởng là đứa trẻ mới sanh ra không khổ, ở trong bụng mẹ chật chội là khổ rồi. Rồi sanh ra đi qua cái cửa hẹp hòi, trời ơi cái thân thì lớn mà phải nhằn ra dài ra dày, mai là xương cốt còn non còn mềm nó nhằn ra được. Thì qua khỏi cửa khép lên không, trời ơi nó khổ quá trời, có phải không? Rồi bây giờ được nuôi lớn khôn, cha mẹ nuôi lớn khôn, trời đất ơi cha mẹ cực khổ, còn mình trường bò rớt té đầu này đầu kia, đau khổ biết bao nhiêu lần mới lớn được. Mà lớn lên rồi thì cứ ham dục, chạy theo dục lạc thế gian, để rồi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi nữa. Thiết là vô minh, thiết là ngu si. Biết Phật pháp rồi thì ngày ngày nỗ lực có 7 ngày đêm chứng đạo. Tại sao chúng ta không nỗ lực 7 ngày đêm chứng đạo cho tôi? Buông xuống hết, buông xuống hết. Các con có nghe bài kệ buông xuống của thầy không? Buông xuống đi, buông xuống đi, cứ giữ lầm đi có gì. Thở ra chẳng lại còn dạng sự vô thường, buông xuống đi. Các con có thương yêu của cải tài sản con cháu bao nhiêu, khi hơi thở dừng rồi mấy con có thấy thương yêu nó còn được nữa không? Có giữ được nó không? Cho nên hãy ráng nỗ lực tu mấy con. Thầy không tu được cho mấy con, mà thầy chỉ biết khích lệ và an ủi cho mấy con tu tập. Bài pháp tuy ngắn nhưng đầy đủ những sự khích lệ, những lòng thương yêu của một vị thầy. Các con có biết một vị thầy họ khóc bằng nước mắt khi mấy con khổ? Họ đâu có sung sướng gì mà khi thấy chúng sanh đau khổ mà họ ngồi yên được mấy con? Chư Phật đã
6 năm khổ hạnh để tìm ra một cái chân lý làm chủ sanh già bệnh chết là khổ ghê gớm vô cùng. Cảm ơn Đức Phật quá. Còn thầy những bây giờ làm chủ được bốn sự đau khổ của mình rồi, nhìn thấy mấy con trôi lăn trong bốn sự đau khổ, làm sao không thương? Các con bộ tưởng quý thầy sắt đá sao, cũng con người, thấy con mình khổ, các con làm cha mẹ thấy con các con khổ, các con có thương không? Hay các con ngồi cục đá? Thì những người mà tu hành giải thoát rồi thấy chúng sanh khổ, họ cũng khổ lắm mấy con, họ thương mấy con vô cùng. Họ khích lệ, họ sách tấn, họ viết sách, họ dắt cả đầu óc họ ra, họ làm việc để gì mấy con? Chứ họ ngồi không, họ cũng giải thoát rồi. Họ có sợ gì nữa đâu, biết hồi nào họ làm chủ họ chết. Nhưng tại sao bây giờ họ còn ngồi đây mà họ viết từng tập sách, từng lòng thương yêu của họ trải lên trang giấy, từng chữ, từng nghĩa như vậy? Mấy con có nhớ công ơn của họ không? Họ thương yêu mấy con vô cùng. Họ đem hết máu và nước mắt của họ trang trải trên trang giấy, nói những cái lòng thương yêu của họ. Các con thấy chưa? Vậy các con hãy nỗ lực tu đi. Hôm nay được tập trung nghề để về đây nghe thầy sách tấn, khích lệ, khuyên tu tập. Còn hàng trăm, hàng vạn, hàng tỷ người chưa được nghe chánh pháp của Phật, biết đâu mà tu, cứ lo cầu cúng mãi. Làm sao ai cũng khổ họ, chư Phật làm sao cứu họ? Họ tự làm ác, họ phải chịu chứ. Họ mắng chửi người thì người khác chửi họ, làm sao cầu Phật bảo người khác đừng chửi họ? Các con thấy cái sự cầu cũng là cái sự mê tín, cái sự không chính đáng, cái sự không sáng suốt. Cho nên hôm nay chúng ta phải tự lực thắp đuốc lên mà nhớ lời thầy nói. Thầy tóm được lại câu tác ý: tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Có những ác pháp đến thì nhớ tác ý câu đó, để tâm bất động thanh thản an lạc vô sự là mấy con đã tự cứu lấy mình. Và hàng ngày tự cứu lấy mình như vậy thì đến khi chết thì mấy con sẽ ở vào niết bàn cùng với Phật, giải thoát hoàn toàn, không tái sanh luân hồi nữa mấy con. Thôi đến đây thầy chấm dứt bài pháp hôm nay. Mấy con ráng cố gắng tu tập, thầy mong điều đó nhiều nhất. Thưa thầy, chúng con ở trên này thì cũng không hiểu gì về pháp của thầy cả. Thì vừa gần đây chúng con mới được gửi xem sách của thầy thì mới được hiểu ra. Nên chúng con thì cũng muốn là gửi thầy ban pháp về trên tỉnh Thái Nguyên, xa xôi của chúng con và các cái tỉnh phía bắc của chúng con. Thầy sẽ gửi sách ra cho. Dạ. Mấy con cho cô Trang có biết cái địa chỉ không? Dạ, và sắp tới sách ra cho mấy con sẽ phát ra cho quý Phật tử và đó đọc. Dạ, và sắp tới thì chúng con xin thầy có mấy người chúng con là xin vào đến thầy. À, phải rồi, có người nào mà sắp xếp được yên ổn vô đây. Dạ. Thầy dạy cách thức tu tập trực tiếp. Dạy cách thức nhiếp tâm như thế nào, tu tập xả tâm như thế nào, ngồi thiền như thế nào, để không mới quải tập không biết ngồi như con cóc mới chết được. Không, con yên tâm đi, bây giờ tổ chức một cái người nào đại diện thôi, đi vô trong này rồi thầy dạy cho cũng được, không có gì đâu. Rồi sẵn đó rồi mang sách vở về, còn không thì thầy theo địa chỉ thầy sẽ gửi tin sách mà do thầy viết ra để mấy con đọc, mấy con biết cách tu tập. Để đứa người có được cái một cái tập sách như cái lời của thầy dạy trong đó mà, không có gì. Cũng được, đặt đi càng càng tốt, đâu sợ mấy con tốn tiền xe chứ. Có gì không con cứ nói đi. Được mà, ở Hải Phòng có cô con, không phải mà con. Con muốn thầy xem qua cái đặc tính của con thì con muốn phát là được tu. Dễ mà, mấy con không muốn muốn biết đặc tính thì cứ ngoài đó vô đây thầy chỉ cho cái đặc tính. Con cũng đã vào thứ tư, con đã vào tôi vào gặp thầy rồi. Con vào thầy rồi thì chỉ cái pháp mà con tu gặp đó, đó là đặc tính của con nằm ở trong pháp đó đó. Mà con không có được về, con dạy theo người khác tu theo đặc tướng của con thì không tính.
À, rồi họ nói họ sao đó, con tu pháp thầy dạy sao mà nó có kết quả, còn họ tu không kết quả. Thì tại vì cái đặc tướng của người ta mà, thì con hiểu không? À, con về con cứ làm tin con lên cũng thôi. Thì đó là con ôm. Rồi thầy dặn, khi mà tu vậy trong 3 tháng thì phải hỏi lại thầy để mà một là tiến tới tu pháp khác chứ không phải ôm pháp là tu hoài. Con đọc sách thầy, con thấy thầy nói là không tu một pháp, không tu một pháp cố định mà phải kết hợp các pháp, thì con hỏi là vài ngày trong cuộc sống con nhẫn nhục thì con đọc. Ngoài ra thì... rồi, bởi vì tâm mấy con bây giờ nó nhiều chuyện lắm. Ngồi thì nó niệm này niệm kia khởi lung tung, tức là loạn tưởng. Mà hễ nó không có khởi niệm thì mấy con không cần thùy miên. Có phải vậy không? À, vậy thì phải kết hợp nhiều pháp, giờ không cần thì bây giờ ngồi thì nó buồn ngủ với gì, phải đi kinh hành. Mà đi kinh hành nó cũng muốn chiên chiên, nó muốn té nữa thì phải đi phát tinh hình niệm. Sao mà thấy pháp nó đủ cách gì. Còn bây giờ con ngồi mà nó tỉnh táo, mà nó sanh niệm này niệm kia, thì mình phải nhức cái đâm hơi thở. Mà ngồi sao nghe nó mỏi, đau lưng, nó nhức chân quá, phải không? Nhức vậy thì làm sao nhức ta, phải không? Chỉ có nhiếp thì cứ bước đi thôi. Cho nên vì vậy mình ngồi mà mình nhiếp tâm được thì mình phải theo định niệm của hơi thở mình nhiếp tâm. Ví dụ như tâm con vọng tưởng nhiều thì con đặt ý an tịnh tâm thầm, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm thầm, tôi biết tôi thở ra. Mặc dù con hít vô thở ra nó còn niệm, nhưng mà cứ đời trí đặt ý riết cái nó niệm. Mà giờ thân con ngồi nó mỏi mệt, nó nhức chỗ này nhức chỗ kia, thì an tịnh tâm thầm thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra. Mới đầu thì còn nhất, sau đó nó an trú rồi được rồi thì nó hết nhất. Thì như vậy là mình nhờ nó hơi thở chứ gì, là mấy con phải biết vậy. Cho nên pháp Phật nó nhiều, nhưng mà nó nhiều là với cái người mà cái đặc tướng nó chưa có hợp. Hiểu chưa? Còn đã hợp với đặc tướng mình rồi thì tôi mới dễ lắm. Không? Bây giờ con cứ yên tâm đi, tu có sai gì thì bay vô trong này thầy, thì ngỡ quải tu thì nó trả. Còn phải tôi tốn tiền nhiều quá không có đủ tiền thì viết bức thư gửi vào. Bây giờ con tu nó vậy, trường hợp thầy dạy con theo đặc tướng, bây giờ con tu tới đó rồi, nó được cái gì mà nó chưa được cái gì thì con viết được kỹ về thầy, viết bức thư thầy gửi ra thì con dựa theo bức thư đó con tập. Xong một bữa hai bữa con gọi điện thoại vào, bây giờ con tu tập có kết quả tốt vậy thì con tiến tới tu. Mà con tập về gặp trường hợp vậy 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 thì thầy sửa đổi được cho. Thầy chỉ mấy con tu tập mấy con mới biết chứ mấy con chưa tu tập mấy con nói thầy biết mấy con mới mới dùng ngữ rất đặc. Rồi có người muốn bạch thầy. Người nào đó cứ tập thầy đi thôi. Cái đầu đỉnh đấy thì trưởng lão con là mấy người đang tu làm việc ở đất Thanh Hà. Thì báo cáo với thầy là thông qua bản đoàn, thông qua cô chính tâm ở đây, thông qua với thầy cháu anh Hồng là con được biết cái chính pháp của thầy đang tu tại thiền của Phạm Tây Ninh. Thì cái khu đấy là ngày xưa con cũng có thời điểm là con cũng đã quá giang qua đấy. Mình ngồi đâu một đó, chưa có đi
cao nữa được, cao cũng tu tập chơi cho biết để cho biết cái con phải để chơi, các con hiểu không? Nên cái pháp mà đi kinh hành, pháp thanh niệm là cái pháp mà muốn tu chứng đạo phải tu pháp môn nào chứ không phải là tu không? Muốn tu chứng đạo phải tu pháp môn nào, tức là tu pháp thanh niệm. Mà thanh niệm cái pháp nó có 13 pháp, mà cái pháp đầu tiên của nó thì mấy con phải tu đi kinh hành rồi. Tỉnh thức, khi nào mấy con không thấy còn bộ hôn trầm thì nguyên không còn buồn ngủ. Chứ mấy con tu mấy con ham ngủ quá thôi mấy con đừng tu. Mà sau này tôi mất ngủ như thế này, trời đất ơi tu mà còn ham ngủ sao được. Không, nghĩa là đối với chư Phật, đối với thầy hiện giờ là không có ngủ. Không có vậy mới tỉnh thức chứ. Còn bây giờ mấy con ngủ giấc đá rồi mấy con nói sao mà tôi mê ngủ quá vậy, thì đúng rồi, ham ngủ mình phải mê rồi. Đó là cái niệm si mà mấy con. Cho nên mấy con tập đi kinh hành, nó tỉnh thức chừng nào tốt chừng đấy. Thì bây giờ cái pháp mà đầu tiên mấy con tu ở Phật tử Thái Nguyên, đầu tiên mà căn bản nhất, thì mấy con nên tập pháp đi kinh hành. Và đồng thời kế tiếp thì pháp thân hành niệm đi kinh hành, mà ý từng hành động. Đó, có vậy thôi, rồi tu tập mà tỉnh thức được rồi, nó không còn. Ví dụ như bây giờ con cho giờ 10 giờ đi ngủ, đến 2 giờ thức dậy, thì 10 giờ thì mấy con đi ngủ, đến 2 giờ thức dậy tỉnh táo đàng hoàng, nó không còn lười biếng hôn trầm tự nhiên, thì như vậy là khỏi tu pháp thân hành niệm. Mà còn vù hổ, còn lười biếng, còn này kia thì ôm pháp thân hành niệm dập đầu nó xuống. Các con hiểu không? Vậy là nó không còn buồn ngủ nữa, không còn ôm trầm tự nhiên nữa, thì bắt đầu mới sinh pháp khác, thầy giảng khác cho. Nếu mà tu nhiều lung tung quá rồi bây giờ pháp nào cũng lửa mứa rồi, nó không có kết quả gì hết, ngủ lắm con. Không, mấy con là quyết tâm tu giải thoát, làm chủ sinh già bệnh chết, thì phải tu có căn bản như vậy, ôm pháp thân hành niệm tu được. Đi kinh hành đi tu được. Tu chừng nào mấy con hết buồn ngủ, đừng có sợ mất ngủ nha. Cậu cho nó mất ngủ là tốt rồi chứ. Ở đời mất ngủ là bệnh, còn mình tu hành mà mất ngủ là thành Phật. Hiểu chưa? Hãy mất ngủ mà tu hành mà mất ngủ là mình sắp sửa làm Phật rồi đó. Thế còn mà tu hành mà mất ngủ, quá sợ, thôi chắc chắn tôi phải đi bệnh viện uống thuốc ngủ rồi. Cái này cũng đừng có làm cái chuyện đó, tốn tiền vô ích. Nhớ kỹ không mấy con? Còn ngoài đời mấy con không tu, mấy con mất ngủ là có bệnh đó. Thấy không? Thì đi uống thuốc thì phải, chứ còn tu mà mất ngủ là tốt. Rồi rồi ha, có bao nhiêu thôi, nhớ pháp thân hành niệm mấy con. Nhớ tác ý từng hành động, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Đó là tu pháp thân hành niệm đó. Rồi đi chân trái, tôi biết chân trái, chân mặt bước, tôi biết chân mặt bước. Cứ như vậy mà tu, để tập tỉnh thức con. Rồi rồi ha, vậy là xong rồi ha, phải không?